quay trở lại với Gia Bảo Channel ngày hôm nay. Gia Bảo Luxury sẽ giới thiệu đến một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Civitas. Civitas là một thương hiệu mới thành lập. Tuy nhiên, với chính sách marketing không hề mạnh mẽ thì ít ai biết được đến thương hiệu này. Hiện tại, Civitas được biết đến với 3 bộ sưu tập. Bộ sưu tập thứ nhất là Challenge, bộ sưu tập thứ hai là Everquare và bộ sưu tập cuối cùng là Rebel. Cả 3 bộ sưu tập đều sở hữu những đặc điểm chung như là bộ vỏ với dáng Titanium và với một lớp kính sapphire khá là dày. Chiếc đồng hồ lên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay có tên gọi Civitas Challenge Twin Time, được thiết kế với vỏ khung bằng vàng trắng nguyên khối, nối liền với dây đeo, bắt cặp hoàn hảo với lớp kính sapphire lồi, tạo cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng những kỳ quan ở bên trong của đồng hồ. Đi kèm với Civitas Challenge Twin Time là khóa dạng bướm chắc chắn. Để có thể mở chiếc khóa này, chúng ta sẽ bấm vào hai nút ở bên cạnh, khóa sẽ tự động mở ra. Với cơ chế này thì nỗi lo lắng về tuột hay rơi đồng hồ là điều hoàn toàn không thể. Trên hai mảnh khóa được làm sức mờ là tên thương hiệu Civitas làm nổi bật. Về mặt hoàn thiện của bộ vỏ khung, nếu khung chính chủ yếu được làm sức mờ, mặt bề mặt trên, vỏ bên cạnh đều được làm sức mờ, thì những chi tiết như là núm chỉnh giờ hay là phía bên trong của mặt khóa đều được làm sáng bóng một cách tỉ mỉ. Không chỉ sở hữu bộ vỏ khung mạnh mẽ và nam tính, Civitas Challenge Twin Time còn có một mặt số không dễ tìm thấy ở bất kỳ vị thiết kế hiện đại nào. Dễ nhận thấy nhất là một vành màu đen giữa lớp kính sapphire chống lóa và mặt số phía dưới. Trên lớp vành đen, nhà sản xuất có in tên hãng Civitas ở góc 12 giờ. 4 góc là 4 góc chỉ giờ 1, 5, 7 và 11. Đặc biệt với dạng thiết kế kiểu xếp lớp như này, từng tầng một, cả mặt số giống như một mặt hình 3D thu nhỏ. Phần dưới cùng là mặt số có cách sắp xếp khá thú vị. Khi nhìn từ xa đến gần, mặt số của chiếc Civitas Challenge Twin Time giống mặt của một con robot với hai đĩa ngày tại vị trí 12 giờ giống hình con mắt, và mặt số phụ phía dưới trông như là một khuôn miệng. Mặt số phụ để dùng để chỉ múi giờ thứ hai hay còn có tên gọi Twin Time, và đây cũng chính là tên của chiếc đồng hồ này. Hoàn thiện cho mặt số đầy tính biểu tượng của hãng là bộ kim mạnh mẽ và quyết đoán với dáng vẻ của những chiếc gươm. Ngay lúc này đây, tôi sẽ thao tác đúng chỉnh giờ để chúng ta cùng theo dõi. Bạn đúng chỉnh giờ ngược chiều kim đồng hồ. Rồi, nhấc thứ nhất là bạn có. Nhấc nhẹ thêm một nước nữa. Để điều chỉnh ngày. Rồi, đĩa ngày đã nhảy. Và một lớp cuối cùng điều chỉnh giờ chính và cũng như mặt số phụ ở bên trong. Ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ điều chỉnh đúng giờ của mặt số phụ trước đã. Sau khi điều chỉnh được chính xác mặt số phụ, chúng ta bắt đầu tiến hành quay ngược lại theo đúng chiều kim đồng hồ để điều chỉnh mặt số chính. Đó là hoàn tất việc điều chỉnh của bộ kim cũng như hai đĩa chính. Trên đây là toàn bộ về mặt số cũng như tính năng của đồng hồ. Để tìm hiểu sâu về chiếc Civitas Challenge Twin Time, chúng ta sẽ tìm hiểu vào bộ máy bên trong. Khá là may mắn, nhà sản xuất Civitas đã thiết kế một lớp kính sapphire trong suốt để chúng ta nhìn vào bộ máy tự động Calibre Civitas 551 với 21 chân kính. Rotor của hãng được cấu thành từ hai hợp kim như là titanium và platinum, mang chất lượng khá tốt, có khả năng tạo ra năng lượng để Civitas Challenge Twin Time hoạt động trong vòng 42 giờ với tần số 4 Hz. Được bảo vệ với lớp vỏ khung nguyên khối cùng lớp sapphire, lớp kính sapphire phía trước và phía sau, chiếc Civitas Challenge Twin Time này có khả năng chống nước ở 100 m. Hiện tại, Civitas Challenge Twin Time có mức giá niêm yết là $26,000. Còn với những chiếc đã qua sử dụng thì tùy tình trạng,
chiếc đồng hồ này sẽ có mức giá hợp lý hơn, khoảng dưới 15.000 USD mà thôi. Để đem lại cái nhìn chân thực nhất về chiếc Sea Thought Challenge Twin Time, Gia Bảo Luxury sẽ đem đến một thiết kế có kiểu dáng cũng như chất liệu tương tự chiếc Frank Mueller 6850 cũng trang chất liệu vàng trắng này. Chiếc Frank Mueller này cũng sở hữu dáng vỏ Eternal nhưng mỏng hơn khá nhiều. Frank Mueller 6850 mang dáng vẻ cổ điển chứ không hiện đại được như Sea Thought và mỏng hơn, dĩ nhiên là nhẹ hơn. Chiếc Frank Mueller này chỉ nặng 99g, trong khi đó Sea Thought nặng gấp đôi, lên tới 200g. Frank Mueller có càng nối dây dạng suốt, còn Sea Thought có đinh ốc vít cố định dây đeo. Cụ thể hơn, hãy cùng Gia Bảo Luxury lên tay trực tiếp hai chiếc đồng hồ này cùng một lúc. Một chiếc với dáng Tourneau cổ điển và một chiếc với dáng Tourneau hiện đại, cũng như thể thao hơn của chiếc Sea Thought. Như vậy liệu bạn đã có sự lựa chọn cho mình hay chưa? Nếu yêu thích dáng vẻ cổ điển, có thể bạn sẽ yêu thích Frank Mueller 6850. Còn nếu như lỡ yêu sự trẻ trung năng động, Sea Thought chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất.